Nickảo.com, shop bán nick và vàng ngọc tự động uy tín nhất của Game Hub. Khi nạp thẻ vào shop, bạn sẽ không bị chia chiết khấu. Giá vàng ngọc ở trên shop Nickảo.com hiện đang có giá tốt nhất trên thị trường, full dịch vụ 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn. Ngoài ra, shop còn có bán nick tầm trung, nick sơ sinh, full 9 server, hoàn toàn là đăng ký ảo cho anh em tha hồ mà lựa chọn nick mà mình mong muốn. Ngoài ra, shop còn có bán bộ 1 sao full 9 server cho anh em tha hồ mà lựa chọn server nào cũng có, giá cực kỳ rẻ. Hơn thế nữa, web còn có nhập nick, nhập đồ, nhập vàng tự động hỗ trợ những anh em nghỉ game. Hãy truy cập vào nickảo.com để trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất. Rồi, ok, hello anh em nhé, chào mừng em trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay thì bên phía Ngọc Rồng gọi là Ngọc Rồng Lậu, Ngọc Rồng Private thì cũng đã thông báo gọi là quyết định đóng cửa, gọi là ngừng cung cấp gọi là phiên bản lậu này thôi. Thì anh em cũng biết rồi, đây là phiên bản gọi là một trong hai phiên bản gọi là mở đầu cho cái thời kỳ gọi là đen tối của Ngọc Rồng Online, khởi đầu cho cái gọi là cái chuỗi gọi là Ngọc Rồng Lậu ra mắt rất là hàng loạt luôn. Và đây anh em đọc cái bài viết này anh em cũng thấy rồi, thì mình cũng tóm tắt cho anh em luôn vì một số gọi là điều mà admin thông báo. Thì ở đây thì bạn này thông báo chính là vì một số lý do liên quan đến bản quyền của Temobi thì bạn này đã bị cơ quan công an kêu lên và làm việc và nhận ra hành động sai trái và vi phạm bản quyền của bạn này. Và qua đây thì chân thành xin lỗi công ty Temobi vì đã có những hành động không chuẩn mực trên không gian mạng, và hy vọng bên công ty tha lỗi cho những hành động bồng bột của bạn này. Và tiếp theo là khuyên các server lậu khác gọi là nên gọi là có quyết định đúng đắn để không phải ân hận như bạn này, và cũng như là để bật lên cái lịch trình gọi là đóng web luôn vào ngày mùng 5 tháng 8 và mùng 6 mùng 7, nói chung là đóng web này cung cấp các vật phẩm giá trị tri ân người chơi, chính thức dừng cung cấp sản phẩm. Nói chung là rất là bài bản đúng không? Đây là một nhà phát hành rất là bài bản, thì nói nhà phát hành thế thôi, nhưng đây là một phiên bản lậu, game lậu mà anh em. Nên là như vậy thì nói chung là nếu mà bị bắt ấy thì không thể gọi là bài bản như vậy được đúng không anh em. Và hơn thế nữa là không phiên bản Ngọc Rồng mới ra mắt của bên này, đó chính là Ngọc Rồng Rosie, Ngọc Rồng của Black Goku đấy, cứ gọi là vậy đi. Thì vừa mới ra mắt open beta chưa được mấy hôm thì cuối cùng cũng phải đóng luôn, vì hai phiên bản này là một chỗ mà đóng cái này thì phải đóng cái kia luôn anh em ạ. Và nhiều người cũng như là như mình cũng đang thắc mắc về việc là có hay không là sự can thiệp của Temobi và công an. Vì nếu mà có được sự can thiệp của công an hay là bên Temobi thì không có thể có một cái lịch trình gọi là đóng gọi là rất bài bản thế đâu, và hơn thế nữa phải bồi thường rất nhiều, chứ không có đơn giản là chỉ là một lời xin lỗi. Có thể là bồi thường rất nhiều vì thiệt hại do các phiên bản lậu gây ra rất là lớn mà anh em. Và hơn thế nữa đó chính là nếu phải không sẽ phải đi trốn, vì nghe đâu đấy thì bản này đang ở bên Nhật mà. Bên Nhật thì có thể mở ra thì không ảnh hưởng gì đến. Và cũng như là có thể là nghỉ luôn, vì giống như một số comment của bạn dưới đây, ăn đủ rồi, ăn no rồi thì nghỉ luôn. Ở đây thì bắt đầu nghỉ rồi bắt đầu gọi là lùa các phiên bản lậu ra, đe dọa gọi là dọa các phiên bản lậu kia để các phiên bản lậu kia dẹp luôn đấy anh em ạ. Đấy, theo như mình nghĩ thì mình cũng chả biết là cái phiên bản lậu này là có ý định gì, có thể là đã ăn đủ hoặc là có thể là do bên Temobi can thiệp thật, thì cái này thì mình cũng không biết. Về cái này thì anh em comment bên dưới để mà xem cái ý kiến của anh em. Và đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho những ai có và đang có ý định đầu tư các phiên bản lậu vào các phiên bản lậu. Ở đây thì không riêng Ngọc Rồng Private đâu, vì Ngọc Rồng Private có rất nhiều group buôn bán khác nhau ở rất nhiều trên Facebook luôn. Đây, Ngọc Rồng Private buôn bán trao đổi 2k thành viên này, nói chung là rất nhiều gọi là group liên quan đến cái phiên bản lậu này. Mà bây giờ thì các vật phẩm ở trong game thì không thể nào mà vào game được thì anh em buôn bán kiểu gì đúng không anh em. Lại thì phiên bản lậu này đã dẹp rồi, chưa đến nghĩ đến các phiên bản lậu khác. Nếu mà anh em gọi là chơi đầu tư vào thì nếu mà các phiên bản lậu đóng cửa thì anh em gọi là tiền mất tật mang luôn, anh em cũng trả được cái gì và anh em mất hết. Nên là anh em chơi phiên bản lậu thì chơi ở mức gọi là trải nghiệm thôi, không nên gọi đầu tư quá nhiều vào các phiên bản lậu, vì nói chung là không có gì gọi là vững bền giống như các phiên bản gốc, phiên bản chính thống đâu. Nên là anh em nên gọi là chú ý vào chơi trải nghiệm thôi, không nên gọi là đầu tư quá nhiều vào các phiên bản lậu. Thì ok, thì anh em cũng thấy rồi đấy, thì các phiên bản lậu này nói chung là rất là nhiều phiên bản là mọc lên thôi, nhưng mà cuối cùng thì cũng có phiên bản đóng cửa. Thì tiếp theo thì chắc sẽ có những phiên bản khác, nên anh em gọi là chú ý cẩn thận. Ok, cảm ơn rất nhiều vì đã theo dõi cả lúc của mình, cảm ơn em cả lúc theo, bye anh em.
Còn bây giờ mình sẽ đi trao giải event clip trước cho anh em nhé, thì anh em nhớ chú ý các phiên bản lậu. Rồi nói chung là sẽ có rất nhiều phiên bản lậu ra mắt tiếp theo, nên là anh em nhớ cảnh tịch vào, nên là có chơi thì chơi ở mức độ trải nghiệm thôi, nên là không nên gọi là đầu tư quá nhiều vào các phiên bản lậu, vì không biết là các phiên bản lậu nó tồn tại đến bao giờ đâu anh em ạ. Nên là anh em nào mà mua vàng ngọc ở phiên bản chính thì cứ ghé với shop linkhải.com của mình nhá, chứ đừng gọi là có những một số người gọi là mình không hiểu sao chơi các phiên bản lậu nhưng mà vẫn đi vào web của mình hỏi là có bán vàng ngọc hay server blue không, mình thì mình cũng ba chấm luôn á. Ok thì anh em nhìn xem clip thì nhớ để cho mình một like và đăng ký kênh nhé anh em. Ok, cảm ơn nhiều. Đấy thì nói chung là đến cả kênh YouTube của bạn này khịa rất nhiều về các phiên bản gọi là phiên bản gọc rồng, các kênh gọi là YouTuber ở trên đây các bạn gọi là gọc rồng private này cũng vào khịa rất nhiều luôn. Có những drama liên quan đến phiên bản lậu này cũng có luôn, nhưng mà đến bây giờ dẹp thì nói chung là có rất nhiều lý do, thì cái này thì rất khó để mà mình biết được. Ok thì anh em nào mua vàng ngọc bộ sao 10 server nhá, 10 server luôn, thì anh em cứ ghé shop linkhải.com, mình có bán đầy đủ cho anh em các dịch vụ, rồi bán nick này, bán vàng, bán ngọc, bán bộ sao cả 10 server. Đây là mình bán ở server chính nha, server tem mobi không phải phiên bản lậu đâu, nên là anh em nào mua thì ghé vào shop để mà ủng hộ mình. Cảm ơn nhiều, bye anh em.